Trong hai ngày qua, trên phương tiện thông tin đại chúng có phản ánh một số thông tin về kết quả sổ số kiến thiết Hậu Giang mở thưởng vào ngày 12 tháng 6 mà giải nhì không được trả thưởng. Theo đó, thì công ty ghi nhận các đại lý tại thành phố Cần Thơ và An Giang đã đổi 13 tờ vé số trúng giải nhì, 15 triệu đồng, kỳ vé K2T6 với dãy số là 92617. Tuy nhiên căn cứ theo kết quả mở thưởng kỳ vé số nói trên, dãy số trúng giải nhì là 92616, do đó những vé có dãy số là 92617 không được trả thưởng. Thông cáo báo chí của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sổ số kiến thiết Hậu Giang về vụ việc này cho biết, lúc 16 giờ 15 ngày 12 tháng 6, sổ số kiến thiết Hậu Giang tổ chức quay số mở thường kỳ vé K2T6 dưới sự giám sát của hội đồng sổ số kiến thiết tỉnh. Trong quá trình quay số mở thường đến giải nhi, hội đồng phát hiện phát thanh viên đọc kết quả không đúng với trái banh được sổ. Cụ thể, em thiếu nhi đứng hàng đơn vị cầm trái banh được sổ là số 6, nhưng rút nhầm thẻ báo số hàng đơn vị là số 7. Như vậy phát thanh viên đài phát thanh và truyền hình tỉnh hậu giang đọc số theo thẻ báo số không đọc theo trái banh được sổ. Hội đồng giám sát sổ số, số kiến thiết tỉnh xác nhận và thông báo kết quả mở thường giải nhì kỳ vé K2T6 có kết quả trên các trái banh được sổ đúng theo số thứ tự là 92616. Chiều tối ngày 12 tháng 6, một đại lý vé số tại huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ có nhận đổi ba tờ vé số trúng giải nhì của công ty sổ số, số kiến thiết Hậu Giang kỳ vé K2T6 với dãy số 92617. Tuy nhiên, khi chủ đại lý vé số này đem đến chi nhánh công ty sổ số, số kiến thiết Hậu Giang, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ để đổi thường, thì nhân viên ở đây cho biết có sai sót và xin lỗi. Phía công ty sổ số kiến thiết Hậu Giang cho biết sẽ xác minh những đại lý đã đổi thưởng giải nhì với dãy số là 92617 ngay khi nghe kết quả trên đài phát thanh và truyền hình tỉnh Hậu Giang. Nếu không có dấu hiệu trục lợi, công ty sẽ có hướng hỗ trợ cho đại lý đã lỡ trả thưởng sai.